Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh KBIT 24h để cùng nhau cập nhật tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Gần đây, YG Entertainment thường xuyên tung thính comeback của nghệ sĩ theo phong cách tùy hứng. Thích thì đăng mà không thích cũng vẫn đăng, chẳng có mốc thời gian cố định. Fan cứ tưởng sẽ phải đợi vài ngày nữa mới thấy ảnh nhá hàng cho full album đầu tay của Blackpink. Ai ngờ họ bị đánh úp vào 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 21 tháng 9, khung giờ kỳ dị, không theo quy luật vốn có của YG. Trong poster đầu tiên giới thiệu màn comeback tháng 10 của Blackpink, bốn cô nàng không hề lộ mặt mà chỉ khoe bờ vai thon gọn và tấm lưng nõn nà. Bức ảnh được chỉnh tông màu phim ánh xanh, rất nghệ, đem lại phong cách bí ẩn như kiểu Blackpink giấu mặt. Trên tấm poster còn có dòng chữ Blackpink Coming Soon kèm thời điểm phát hành full album của nhóm 12 giờ Mỹ và 1 giờ chiều Hàn Quốc ngày 2 tháng 10. Như lời báo hiệu Blackpink sắp trở lại tới nơi rồi. Blackpink được mệnh danh là nhóm nhạc người mẫu vì thành viên nào cũng có hình thể tuyệt vời. Do đó dù họ giấu mặt nhưng nhìn bóng lưng và cách tạo dáng cũng vẫn biết rằng bốn cô nàng này vô cùng xinh đẹp. Một số fan còn cho rằng phong cách chụp ảnh lần này khiến họ nhớ đến những MV cũ của Blackpink như Stay hay là Whistle. Thế nhưng cũng chỉ vì nhìn thấy lưng thôi, Blackpink lại để tóc dài na ná nhau nên các bling đã hoang mang không hề nhẹ khi không phân biệt được ai với ai. Người thì đoán các thành viên xuất hiện theo thứ tự là Lisa, Jennie, Rose và Jisoo, người lại chấp nhận bỏ cuộc và chờ YG bật mí. Chỉ bằng một tấm poster thôi mà Blackpink đã làm fan đứng ngồi không yên. Thế mới biết rằng YG và các cô gái biết cách gây chú ý đến thế nào. Thôi thì hãy cùng chờ những teaser tiếp theo để đoán xem ai là ai nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24h. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ KBIT 24h các bạn nhé.